Ngày 18 tháng 11, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và Ủy ban Nhân dân phường An Phú, thành phố Thủ Đức đã kiểm tra đột xuất căn nhà có gắn bảng hiệu Mr. Lee tại số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện ông Trương Thanh Tịnh là Mr. Lee và bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Tịnh, khám bệnh chữa bệnh trái phép, trong đó có phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, tiêm filler. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận có hai khách đang chờ để thực hiện phẫu thuật nâng mũi. Bên cạnh đó, đoàn cũng ghi nhận các tủ kệ được đoàn kiểm tra Phòng Y tế thành phố Thủ Đức niêm phong vào ngày 13 tháng 9 đã bị mở niêm phong. Đoàn kiểm tra giao Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và Ủy ban Nhân dân phường An Phú tiến hành lập biên bản thu giữ đối với các trang thiết bị để xử lý theo quy định. Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Trương Thanh Tịnh và bà Nguyễn Thị Thương ngừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật gồm thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm. Thanh tra Sở Y tế đang tổng hợp hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Trước đó, cơ sở thẩm mỹ Mr. Lee hoạt động không phép, thách thức cơ quan chức năng. Ông Trương Thanh Tịnh đã bị Thanh tra Sở Y tế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 115 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đóng phạt, cơ sở này vẫn tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm.